sự giúp đỡ của một người bạn có vẻ không bình thường, nhưng mà nay Percy được thấy một bộ bài này. Mình sẽ review bộ bài này, nó tên là Bicycle Outlaw 1914. Thì đây xung quanh cái hộp của nó. Tiên the camera đi. Từ đâu vậy? Execution Finish. Tên của nó Outlaw, nó hơi mờ tí, 1914. Cái này có 1914 The United States Blanket gì đó. Rồi, đây cái back của nó. Nó màu đen hết ha, nhưng mà ở trong nó thì nó có viền và con tem nó màu đen. Outlaw hoài mộng nước Pháp. Nó tặng kèm 4 lá, một lá double back. Nhưng mà cái back của nó là lại là cái back của Bicycle Mandolin. Mình sẽ thấy giống như là nó vô dụng, không có tác dụng gì hết, uổng phí. Ok, còn về gì cái back của nó thì nhìn rất là hay. Tôi rất thích cái back này, nhìn giống như là có những viên đạn bắn xuyên qua. Nó chữ XX rất là ok. Ngoài ra có những dòng chữ nhỏ, các bạn thấy focus như thế này ha. Ok. Rồi. Tiếp tục. Hello Joker. Hello Joker thì trong đây một con Joker nó sẽ có một cái gọi là cầm lá bài Baro ha. Một lá lăng. Pháp lăng kìa. Để làm thế này. Vâng. Bài khá là mua. Tại vì nó mới khui nên các bạn cần bên trong bộ bài thì hoàn toàn giống như bộ Bicycle Standard thì không gì khác hết. Đây, bạn hãy xem ha. Ách nó, con ách nó thì khác một tí. Con ách nó đây, các bạn có thể nhìn kiểu một tí. Con ách nó hơi nhỏ một chút nhưng mà nó có đầy chữ Outlaw, những dòng chữ nhỏ nhỏ dưới sẽ không thấy rõ lắm. Nhưng mà nói chung con ách cũng khá là đẹp, nhìn hơi đơn giản một tí nhưng mà không đã bằng ách của Amplify, cũng có những cây súng. Thì nói về chất liệu dày thì nó dày hơn Bicycle Standard, nó dần gần như chất liệu của Bicycle Riding Back ngày xưa. Nó dày hơn Bicycle Standard và nói chung cũng thấy nó có thiết kế phân back chắc là vậy rồi, nên mà cũng không thấy fan không thấy rõ do cái cạnh nó làm khá là dày á, nên là mình sẽ không thấy rõ lắm, nên là mình sẽ coi rô vô nha. Coi rô rất là ok và lẹ, tại vì bài nó đậm ok không đúng lắm. Còn review xem bộ bài với cái cổ áo lo này cũng rất là nhanh mà các bạn.